Có phải chúng mình bẻ vài chục cái bánh một lần chỉ để chụp ảnh rồi đem bỏ hay không? Bình thường thì mỗi lần quay clip, đặc biệt là quay bánh bao phô mai kéo sợ, các bạn nhân viên bên mình thì cần phải sử dụng ít nhất là chục cái bánh, thậm chí là có khi đến vài chục cái để quay liên tục để cho ra những cái đoạn phim nhìn ngon mắt nhất. Bánh sau khi quay dù không được đẹp mắt nhưng mà vẫn chất lượng nên là thành viên trong nhóm sẽ ăn luôn. Sau này thì số lượng bánh chụp tăng lên nhiều nên là các cô thợ trong xưởng sẽ lấy hấp lại và đem về. Tuy nhiên cái vấn đề là đến nay thì số lượng bánh sử dụng quá nhiều, tần suất quay đi quay lại cũng thường xuyên và nhân viên xưởng cũng không thể nào ăn bánh bao mãi được nên là thành ra chúng mình không biết xử lý số bánh kia như thế nào. Vứt đi thì tiếc nhưng mà đem cho người khó khăn thì cũng không được. Họ sẽ nghĩ là mình không tôn trọng họ bởi vì bánh bẻ ra rồi mà. Mọi người có cách nào để giải quyết giúp xưởng không nhỉ?